Đố Vũ Quốc Việt Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Lúc này là 11:20 buổi trưa thứ hai ngày 14/6/2021. Và hôm nay cơ sở của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể quý vị và các bạn một bức tranh chợ quê thuận buồm xuôi gió cũ được khảm ốc Singapore, chất liệu bằng gỗ vụ và là bức tranh phiên bản VIP. Bức tranh này đã được đơn vị của chúng tôi là hoàn thiện kỹ giấy giáp cũng như là cho một lượt vết ly bóng mờ, chơ vân gỗ theo đúng nước cổ. Và quý vị nào mà thực sự có nhu cầu muốn sở hữu cái bức tranh này thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho đơn vị chúng tôi qua hai số điện thoại là 083 626 9999 hoặc qua số Zalo là 0985 230 888. Và bức tranh này thì có kích thước là chiều dài là 1m36 và nhân chiều cao kia là 69 phân, và cái tấm ván khảm kia là liền một tấm dày 1 phân rưỡi đó. Và sau đây tôi sẽ đi vào đường nét chi tiết của cái bức tranh này để cho quý vị cùng xem. Đây là bối cảnh, đây là thể hiện tái hiện lại cái cảnh chợ quê ngày Tết cũng như là thuận buồm xuôi gió đó. Đây quý vị xem đây ạ, ngoài khung này là khung đơn đó, khung đơn và được khảm đây, được khảm gấm ở góc này, khảm rất là mau đó, chi tiết kỹ càng và những cái đường dây nho đó, bức tranh thuộc dạng hàng kỹ luôn, khảm rất là đẹp đó. Và ở trong này thì là tái hiện lại cảnh chợ quê ngày Tết và cây đa cổ thụ ở trong làng đó, là cái cây được khảm ở chính diện của cái bức tranh vào giữa luôn ạ. Đó, cây đa đây thì quý vị có thể thấy là gốc cây, các cái tán lá ra rất là hài hòa và cân đối, và những cái rễ đa buông xuống rất đẹp luôn ạ. Đó, bức này là bức tranh này khảm cực kỳ kỹ thuật đó, bức nhỏ mà khảm rất là kỹ thuật đỉnh cao luôn. Và ở dưới này là những cái đẩy lên đây là ở trong chợ đó, trong chợ thì có những người nông dân đây đang buôn bán ở trong chợ đây rất là đẹp đó, cực kỳ là sinh động luôn. Đấy, có những người gọi là đang bán cá đây, từ những cái rổ cá đánh được ở ngoài biển thì đang mang vào chợ để bán đó. Còn bác này thì đang gọi là cầm đây đang bắt những cái con vịt ra để ra chợ để bán đây ạ. Và những cái bà này thì là đang bưng các cái thúng này. Ở bên góc này thì những đứa trẻ con đang cầm những cái lơm và đang bưng những cái rổ hoa quả thì ra chợ bán. Và bên này thì những cái gian chợ để bán hàng bày bán là những cây hoa mai cổ, cùng với đó là những cây chuối đây, những cây chuối đây quý vị xem đây ạ, từ các cái lá này, các cái buồng chuối này, và các bà đang ở trong các cái sạp hàng đang này bán hàng ở trong đây đó, bày bán rất là nhiều những cái đồ thiết yếu để phục vụ đời sống ngày xưa mà đó. Đây, và những cái người kéo này, kéo cái xe kéo ngày xưa đấy ạ, đó, cực kỳ là sinh động luôn. Và sang bên này thì là cảnh là đây ở trong đình đấy ạ, đây là đình. Đình thì có, đây là các cái mũ lón ngày xưa đó, để quý vị có thể thấy là tái hiện lại cảnh chợ quê ngày Tết cực kỳ là sinh động luôn. Và từ những cái mái rơm ngày xưa đấy ạ, đây là những cái mái này làm bằng rơm dạ đây, và đây là cái hai cột đình. Hàng này thì cực kỳ là kỹ thuật đẹp luôn, và giá cả thì cũng hợp lý, thì quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ chúng tôi. Và trên trời đây thì có những cái đàn cò, những cánh cò bay, và trên này mặt trời những áng mây, đàn chim én đây ạ, cực kỳ sinh động. Và sang bên này, sang bên này thì có những cái cây cầu bắc qua những cái lòng sông ngày xưa đó. Và ở xa xa thì ở ngoài khơi ngoài biển đây thì có một con tàu rất là to đang hướng quay trở về đất liền, tức là nói tái hiện lại cảnh gọi là thuận buồm xuôi gió, làm ăn thì thuận lợi, mang ý nghĩa là làm ăn thuận lợi, đi đâu thì làm việc gì cũng là hành thông đó, nhưng quý vị treo cực kỳ ý nghĩa luôn ạ. Và ở bên này thì những cái dãy nhà, những ngọn núi đây được cắt rất là đẹp luôn. Ở và đây tôi quay xa như để cho quý vị xem tất cả lại cái toàn cảnh cái bức tranh này. Thời điểm này chúng tôi quay cực kỳ là nắng nha quý vị, cho đâm ra là cái màu ốc thì nó sẽ không được rõ nét bằng đó, nó sẽ giảm đi do là cái ánh nắng nó chói vào, nó chiếu vào rất là chói. Tất cả các cái đường nét chi tiết cắt cực kỳ là kỹ thuật, và những cái bức nhỏ này thì chúng tôi thỉnh thoảng lắm chúng tôi mới siêu tầm được kích thước như này mà nó cắt đỉnh cao đó. Quý vị nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho đơn vị chúng tôi, và đơn vị chúng tôi còn bán rất nhiều những cái món đồ gỗ theo lối cổ, kính mong quý vị có thể đến trực tiếp tại cơ sở chúng tôi để xem và chọn lựa.
Và quý vị xem video thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh Đố Quốc Bùi Tuấn để có thể liên tục cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang hàng ngày. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video clip của tôi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.